đưa tôi về nhà bà ơi, để tôi vui vẻ ở nơi sinh thành. Thế nhân khổ vì lợi danh, chết rồi còn muốn tham giành đất đai. Cho tôi nấm mộ nhỏ thôi, để sao khỏi khổ vì lời than can. Tôi đi chỉ một thân già, nhưng mà để lại cho bà tiếng thơm. Mặc ai đặt đó kê đơn, lòng mình trong sáng thì cơn cớ gì. Mấy lời thủ thỉ vân vi, thôi bà ở lại tôi đi nhé bà. Đó là thiếp phẩm bác trọng gửi vợ, trong tình thơ đất Việt Lê Vinh Hồng đã đăng bài thơ của bác trọng gửi lại cho vợ trong lời trăn trối cuối cùng. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết tặng người vợ của mình trong những ngày cuối đời tại bệnh viện 108, qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sa. Bà ở lại